Này, tôi chưa thấy có một người con gái nào có cái nét ăn xấu như cô. Chưa làm sao đâu. Tôi ăn cái này, nó không ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn. Lần nào cũng tôi muốn lời mà. Nhưng nó ảnh hưởng đến thưởng thức của người khác. Nói còn chẳng rõ lời. Anh đừng nhìn nữa. Không nhìn thì ăn kiểu gì? Cái anh chứ. Em này, dạo gần đây công ty của Huy có gì mới không? Huy nào à? Thì cậu Huy giám đốc công ty Đa Gia. Em đã bảo là em không quen biết cậu ta cơ mà. Anh vẫn đang nghi ngờ em đấy à? Anh thật sự không có ý đó. Mà thôi, coi như anh chưa hỏi đi. Đây, em ăn miếng này đi. Ăn đây. Nhìn văn phòng trang trí cũng đẹp đấy nhở. Nhưng mà chắc là phải sửa lại một chút. Sao? Sao mà anh nhìn em bằng con mắt ngạc nhiên thế nhở? Không chào đón em à? Cô tìm tôi có chuyện gì? Ôi, sao anh lại nói chuyện với em cứ như kiểu mình là người xa lạ với nhau thế nhở? Anh có vấn đề gì với em à? Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Cô đừng mong về đây rồi quay lại với tôi. Đấy, từ nãy giờ em đâu có nhắc gì đâu. Thế mà anh bảo là anh quên hết rồi. Cô thôi ngay cái thói lẳng lơ của cô đi. Cô vẫn chả thay đổi gì cả. Nói đi, đến đây với mục đích gì? Cô là thư ký mới à? Sao nào? Hay là anh vẫn nghĩ rằng là em chuyên đi chạy theo người nhà giàu để kiếm tiền? Em chỉ là đi con đường dễ đi hơn người khác một chút mà thôi. Có gì xấu đâu. Đó là chuyện của cô. Nhưng nếu cô làm việc với tôi thì tôi mong cô giữ ý một chút. Đừng để bạn gái của tôi hiểu lầm. Chuyện đó cũng có gì quan trọng đâu nhở. Anh cứ coi như đấy là thước đo giữa anh với cả bạn gái anh. Nếu mà yêu nhau thì sẽ tin tưởng nhau. Còn nếu mà không tin tưởng nhau thì cũng đâu phải do lỗi em, đúng không? Cô! Nào, em đã nói rồi. Em không hề thích cái thái độ đấy của anh một chút nào. Em đường đường là thư ký do chủ tịch bổ nhiệm. Đến đây để nhiệm vụ là quan sát, kiểm tra anh, xem có đủ năng lực để lên làm chức chủ tịch hay không. Thế nên là anh biết mình phải làm gì rồi chứ. Nếu như mà tâm trạng của em không được tốt ý, thì biết đâu em lại viết sai báo cáo, lại ảnh hưởng đến anh thì sao? Cô đang uy hiếp tôi đấy à? Làm sao mà em lại dám uy hiếp giám đốc Nam đây chứ? Chỉ là sắp tới chúng ta làm việc với nhau đấy. Anh nên giữ thái độ hòa nhã với em để chúng ta dễ làm việc hơn, đúng không? Ôi dạ. Ây dồ, không ngờ là bạn gái của anh Nam đây
lại có thói quen đi nghe lén người khác nói chuyện nhỉ? Anh Nam, em đói bụng rồi, đi ăn tối đi. Vậy hôm nay em muốn ăn gì nào? Đi. Đúng là đồ trẻ con. Cứ cười đi, cười cho nhiều vào. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh ấy quay lại yêu tôi thôi. Tôi không ăn tôm đâu. Ai bảo cho anh? Bóc cho tôi. Cô có tay sao không bóc đi? Anh muốn vi phạm hợp đồng à? Trong hợp đồng có ghi rõ bên phía bạn trai phải có nghĩa vụ và chăm sóc cho bạn gái. Mà cô ta là ai đấy? À, thì kỳ mới. Tôi nhìn cô ta không phải là người mới đâu. Có phải là hai người đã từng quen biết với nhau? Vì thế cô ta mới xỏ xiên tôi như vậy chứ. Bạn gái cũ. Hả? Bạn gái cũ á? Trời, bảo sao? Thì có nghĩa là sau khi kết thúc hợp đồng, anh với cô ta sẽ quay lại với nhau đúng không? Không. Nếu mà không thì cho cô ta vào làm việc làm gì? Biết được phải hỏi. Ờ hả? Mà này, tôi nhắc thêm một lần cho anh nhớ là trong khi bản hợp đồng của chúng ta vẫn còn có hiệu lực thì anh tuyệt đối phải giữ mình vào. Đó cũng là trách nhiệm của anh. Anh đừng ỷ mình có một chút tiền mà anh muốn làm gì cũng được. Dù sao thì anh cũng là bạn trai tạm thời của tôi. Và tôi không muốn bạn trai của mình là một bad boy. Biết rồi. Hả? À? À, cái gì đấy? Đút cho tôi ăn. Điên à? Trong hợp đồng có ghi là phải đút cho ăn đâu. Đã bảo là trong hợp đồng có ghi là bạn trai phải có trách nhiệm chăm sóc cho bạn gái mà. Nhưng không ghi rõ là phải đút cho cô ăn. Anh không đút đúng không? Được rồi, nếu mà anh không đút đi thì tôi sẽ tạo một scandal mới cho anh. Là giám đốc Vi Lô Xuân Nam quay lại với mối tình đầu. À, được lắm. Cháu chào bác ạ. Cô là ai? Cháu là Tú mà. Bác không nhận ra cháu ạ? Tú nào nhỉ? À, có phải Tú là cái con bé mà bỏ con trai nghèo khổ của tôi để chạy theo cái thằng công tử nhà giàu? Bây giờ thấy con trai tôi giàu có, tính quay lại với nó đấy à? Vâng, là cháu đấy ạ. Nhưng mà cháu được trên tập đoàn bổ nhiệm làm thư ký của con trai bác. Và ngày hôm nay thì cháu đến để giao tài liệu quan trọng cho anh ấy. Tài liệu này rất quan trọng đấy bác ạ. Nó sẽ quyết định xem rằng con trai bác có được vào vị trí chủ tịch thay cho vị trí chủ tịch đương thời hay không đấy ạ. Thế à? Cháu ngồi xuống đây. Thế cháu uống nước gì để bác đi lấy? Cháu uống nước đi. Bà xin lỗi nhá. Thằng Nam nhà bác ấy tuy là giám đốc thật đấy, nhưng vẫn chưa biết sắp xếp công việc, thành ra để cháu bị vất vả rồi. Mẹ, có việc gì mà sao cô đến tìm tôi muộn thế? Em vừa mới nhận được thông tin của dự án Benata. Dự án này rất quan trọng, nó có thể giúp anh lên chức chủ tịch đấy. Thế nên em mới phải mang cho anh ngay. Anh biết là bây giờ cuộc chiến này phải tính bằng giây bằng phút. Nếu mà anh chậm trễ một chút thôi là bên Huy sẽ đánh gục anh ngay đấy ạ. Tú nó nói đúng đấy. Và nên mẹ bảo
Bây giờ ấy, con phải vào làm việc với cả cái Tú đi. Việc quan trọng như thế. Công việc thì lúc nào làm chả được mẹ. Mình không làm bây giờ thì sau mình làm. Hôm nay con mời Lan Anh đến nhà mình ăn cơm. Thì ăn xong làm cũng chưa muộn mà. Con không nghe Tú nó nói gì à? Cuộc chiến bây giờ ấy, tính bằng phút, bằng giây. Cơm không ăn hôm nay thì mai ăn. Chứ cái dự án mà để người ta giành mất rồi ấy, thì con làm sao mà lấy lại được. Thôi, thế để con đưa Lan Anh về trước đã. Từ đây ra bến xe buýt có 10 phút thôi. Nếu không ấy, con gọi taxi cho nó. Nó có chân nó đi thì tự có chân nó về chứ. Thôi anh ạ, hay là em vào trong bếp, em nấu bữa ăn khuya cho anh nhé. Anh làm xong thì báo anh với em. Được, bạn gái anh đúng là số 1 đấy. Đâu, đưa tài liệu tôi xem. Đây, các bạn trong nhà nghỉ đi ạ. Ở đây làm việc cho cẩn thận con nhá. Vâng ạ. Em dậy rồi à? Thế thì dậy đi, rồi anh đưa em về. Em không muốn về đâu. Nên là tối nay em ở đây với anh nhé. Thôi, đừng đùa nữa. Dậy đi, rồi anh đưa em về nhé. Em bảo là không muốn về mà. Nam, tôi không ngờ cô cũng chỉ là cái loại đàn bà mất hết liêm sỉ để dụ dỗ đàn ông nhà giàu. Cháu không thể nào mà quản được suy nghĩ của người khác, cũng như là cấm đoán họ nói gì về cháu. Họ muốn nói gì thì kệ họ bác ạ. Cháu biết là bác chấp nhận cháu làm bạn gái của anh Nam chỉ vì với mục đích duy nhất là bác sợ cháu là gián điệp từ phía công ty anh Huy, đúng không ạ? Còn bây giờ khi mà cháu hết giá trị lợi dụng rồi thì bác cũng sẽ coi cháu như hòn đá thôi. Cô cũng thông minh đấy. Vậy cô biết phải làm gì rồi chứ? Dạ vâng, cháu biết chứ. Vị trí vợ chủ tịch sẽ tốt và có giá trị hơn vị trí vợ của giám đốc bác nhỉ? Cô nghĩ là tôi sẽ chấp nhận cho cô là con dâu của tôi á? Đừng có mơ. Ngày trước cháu cũng từng mơ giá như mình được là phu nhân của giám đốc. Nhưng mà bây giờ giấc mơ đã trở thành sự thật rồi bác ạ. Cô, cháu bảo bác này, đêm hôm khuya khoắt rồi, cháu nghĩ là bác nên trở về giường của mình đi ạ. Nhỡ may anh Nam mà về
thì bác lại phải chứng kiến những cái cảnh mà không phù hợp với lứa tuổi của bác đâu. Alo, tối nay đi xem phim với tôi được không? Tiếc quá, tối nay anh Nam cần phải họp dự án với tôi mất rồi. Ai cho cô cầm máy của anh Nam? Tôi nói là tôi vô tình đấy, cô có tin được không? Cô không sao chứ? Được rồi, đừng để ai bị phát hiện. Làm gì đấy? Xin lỗi nha, cho giống thật một tí. Cô ta đến rồi, đi đi. Túi sách của cô này. Cảm ơn anh. Cô kiểm tra xem có mất gì không? Để tôi tự làm. Cảm ơn anh. Thật ra là trong túi của tôi cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền cả. Chỉ là cái túi này nó đắt bằng cả năm lương làm của tôi thôi. Cô đi làm chỉ để mua túi hàng hiệu thôi à? Không phải, túi này tôi được tặng. Chắc hẳn là người đấy quan trọng với cô lắm nha. Chỉ là anh ấy không biết dùng tiền để làm gì thôi. Mà thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Anh có rảnh không? Tôi có thể mời anh một bữa để có thể cảm ơn anh được chứ. Thôi không cần đâu, cô không cần phải khách sáo làm gì. Đối với một cô gái xinh đẹp như cô ấy, thì ai là con trai cũng sẽ đều hành động giống tôi mà thôi. Anh đừng có nói như vậy, tôi sẽ nổ to lắm đấy. Vậy thì để tôi châm lửa xem sao nhá. Alo. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang ở với chồng tương lai của tôi. Có chuyện gì à? Chồng tương lai? Tôi mới là chồng tương lai của cô chứ. Cô ăn nói cho cẩn thận vào. Cô như vậy là vi phạm hợp đồng của chúng ta rồi đấy. Cho dù chỉ còn một phút cuối cùng, cô cũng không được phép quan hệ mờ ám với người con trai khác. Thế còn anh thì sao? Anh tự cho mình cái quyền qua lại với người yêu cũ còn gì? Tôi không có. Anh đừng có chối nữa. Chẳng phải là tối nay anh với cô ta họp đêm hay sao? Chuyện đó là bình thường mà. Chúng tôi làm việc với nhau thôi, chứ có làm gì mờ ám đâu. Có mờ ám hay không ý, thì có trời mới biết. Tôi xin lỗi nhá, phải để anh nghe cái cuộc nói chuyện vừa rồi. Không sao đâu. Mà thôi, hay là chúng ta đi ăn tối đi. Dù sao hôm nay tôi cũng có chuyện buồn, với lại tôi cũng không muốn ăn một mình. Ok, vậy đi thôi. Sao đấy? Tôi nghĩ là chúng ta ra nhà hàng khác ăn đi. Có chuyện gì à? Tôi thấy đồ ăn ở đây cũng khá là ngon mà. Nhưng mà không hợp khẩu vị với tôi. À, ra vậy. Cô yên tâm, tôi đã từng ăn đồ ăn ở đây rồi, tôi thấy cũng khá là ngon. Chắc là do cô chọn món không phù hợp với mình thôi. Để chốc nữa tôi sẽ giúp cô chọn vài món. Tôi đảm bảo ấy là cô sẽ thấy hợp với mình mà. Thôi nào đi, ngồi đây luôn đi. Em giải thích thế nào đây? Thế mà từ trước đến giờ em nói là em không hề quen anh ta. Ai à? Em lại còn giả vờ làm gì nữa? Ngày hôm qua đi ăn uống với nhau, cười nói vui vẻ thế cơ mà. À, cái người đàn ông hôm qua em đi ăn cùng đấy hả? Anh ấy chỉ là người bình thường thôi. Chẳng qua là em bị trộm túi sách, anh ấy giúp đỡ em lấy lại. Với lại em chỉ mời anh ấy ăn một bữa chứ không làm sao đâu. Em dùng tiền của em, có phải dùng tiền của anh đâu mà anh cứ mắng em thế. Người qua được. Đừng nói là em không biết cậu ta là ai. Thì anh ta là Huy. Làm sao à? Lại còn làm sao nữa. Cậu ta là giám đốc công ty Đa Gia, đối thủ của công ty chúng ta.
Làm sao ạ? Tại sao em lại lừa dối anh? Là em và cậu ta không có quan hệ gì cả. Thì rõ ràng là như vậy mà. Em và cậu ta chỉ là người đi qua đường, chỉ là tình cờ và giúp đỡ nhau thôi. Anh đừng có nói với em là anh đang nghi ngờ em là gián điệp do chính anh ta cài vào công ty của anh đấy nhá. Anh... Đàn anh! Đàn anh! Em làm sao vậy? Đi đứng chẳng để ý gì cả. Tôi xin lỗi, tôi không sao cả. Tôi xin phép tôi đi trước ạ. Này, em làm sao à? Anh có làm cái gì mà khiến em phải tránh né anh như vậy? Anh không làm gì sai cả. Chỉ là tôi nghĩ chúng ta không nên gặp gỡ nhau nhiều. Như vậy là không tốt cho cả hai thôi. Tại sao chứ? Bạn trai em lại làm khó dễ cho em đúng không? Chúng ta cũng chỉ là bạn thôi. Với cả anh cũng đâu có thể can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người. Chúng ta cũng không thể là bạn hay sao? Nhưng mà bạn trai của tôi là Vi Lưu Xuân Nam, là giám đốc của FPM, là đối thủ của anh đấy. Anh biết. Chuyện trên thương trường thì là chuyện thương trường. Còn chuyện tình cảm ấy là chuyện tình cảm. Việc nào ra việc đấy. Chẳng lẽ bây giờ cứ là đối thủ của nhau thì chúng ta không thể là bạn bè hay sao? Chuyện này... Anh biết là bây giờ ấy có rất nhiều công ty truyền thông tranh giành khách hàng. Anh làm thì anh hưởng, mà anh ta làm thì anh ta hưởng. Lựa chọn của khách hàng ấy là luôn lựa chọn tốt nhất để phù hợp với mình. Có những lần ấy, khách hàng đã chọn anh rồi, rồi cuối cùng người ta quay ngoắt 180 độ. Đấy, em xem. Anh biết là năng lực của anh yếu kém như thế thì anh vẫn phải chịu đấy thôi. Tôi xin lỗi, đã phải khiến anh suy nghĩ nhiều rồi. Dù sao thì hôm nay tâm trạng của anh cũng không được tốt. Hay là bây giờ bọn mình đi hát đi. Lần sau được không ạ? Lần trước anh đã giúp em một lần rồi. Chẳng lẽ bây giờ em lại không giúp anh sao? Thôi được rồi. Đến giờ này tôi vẫn không hiểu tại sao là cô muốn hợp tác với tôi để tôi phá thằng Nam. Cô yêu hắn ta đến thế cơ mà, tại sao lại không giúp hắn để trở thành chủ tịch cơ chứ? Anh nghĩ cái chức chủ tịch phu nhân đối với tôi quan trọng như thế, tôi cần là tình yêu của anh ta. Như anh thấy đấy, tôi đâu có thiếu tiền đâu. Thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi. Đúng vậy. Người phụ nữ như cô ấy thực sự không hề đơn giản. Tình yêu này nó là một cái gì đó rất là nguy hiểm. Nói đi, cô muốn hợp tác với tôi như nào đây? Vậy điều kiện đổi lại là gì? Đơn giản thôi. Anh hãy tiếp cận Hà Lan em. Sau đó ấy, hãy cùng tôi phá hoại hai người. Thế thì cô lại không biết rồi. Để tôi tiết lộ cho cô một câu chuyện. Là giữa Vi Nam cả Hà Lan Anh ấy, không hề bất kỳ có một mối quan hệ yêu đương nào với nhau. Giữa bọn họ ấy, chỉ là một bản hợp đồng để đối phó với cái vụ scandal lần trước mà thôi. Dĩ nhiên, chính tai tôi là người đang nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ mà. Thế thì mọi việc lại xử lý dễ dàng hơn rồi. Đây là bản tài liệu. Đây là bản gốc đấy chứ. Người phụ nữ như cô nguy hiểm lắm.
Làm sao tôi có thể tin được cô? Chả phải là anh đã có một nhân viên cài ở trong tập đoàn hay sao? Đến lúc cần một người rồi đấy. Đúng là không hổ danh. Người phụ nữ làm ở trong tập đoàn chính có khác. Tôi rất ấn tượng với cô đấy. Cảm ơn lời khen của anh. Nhưng mà đây mới chỉ là một nửa bản dự án thôi. Đến khi nào mà anh hoàn thành nhiệm vụ ấy, tôi sẽ giao cho anh nốt số còn lại. Có việc gì mà cô gọi tôi đến đây giờ này? Anh Nam, em nhớ anh, em gọi anh đến cũng được à? Cô say quá rồi, nên đi nghỉ đi. Tôi còn có việc cần giải quyết nữa. Anh Nam, em rất xin lỗi. Ngày xưa em đã vì sự nghiệp mà bỏ rơi anh. Anh có thể cho em một cơ hội để bọn mình quay lại từ đầu được không anh? Một chiếc cốc đã vỡ, cho dù cô có dùng vàng để gắn nó lại, nó cũng không trở thành một chiếc cốc như ban đầu. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước rồi. Tất cả chỉ là quá khứ, không còn giống như ngày hôm qua đâu. Có phải là anh đã thích cô ta rồi đúng không? Em nói cho anh biết, chuyện anh với cô ta ký hợp đồng hôn nhân với nhau ấy, em đã biết rồi. Chỉ còn 2 tuần nữa là hai người kết thúc rồi. Đường ai nấy đi. Rồi xem lúc đấy cô ta còn ở bên cạnh anh không. Bây giờ cô ta đang ở bên cạnh người đàn ông khác đấy. Chuyện đó thì liên quan gì đến cô? Kể cả sau này tôi và cô ấy có kết thúc hợp đồng, tôi và cô ấy không còn liên quan đến nhau nữa, thì tôi cũng không bao giờ quay lại cô đâu. Này, kể cả anh có thành công cái dự án đấy ấy, chỉ được 50% thôi. 50% còn lại để vào ghế chủ tịch ấy là do em đấy, em có biết không? Cô giải thích đi. Chứng cứ rõ ràng như thế rồi. Cô nói là tôi hiểu lầm cô nữa đi. Ngay từ đầu cô vào công ty này, tôi đã biết cô chính là do hắn gài vào rồi. Cô diễn xuất quá giỏi, quá tài tình. Cô khiến tôi yêu cô. Đúng là tình yêu là cho con người mù quáng mà. Em biết là cho dù bây giờ em có nói bất kỳ lời gì thì anh cũng không thể nào mà tin nổi. Nhưng mà bí mật dự án lần này em không hề tiết lộ ra bên ngoài. Thế cô giải thích như thế nào? Cô giải thích nữa đi. Cái ngày mà Tú đến, chính cô cũng có mặt ở đấy. Trong khi phòng của tôi chỉ có mình cô có thể ra vào. Thế không phải cô tiết lộ tài liệu, thế là Tú à? Thế tại sao anh không nghi ngờ cô ta? Anh lại nghi ngờ em hả? Được, vẫn còn chối đúng không? Cái gì này? Vợ, vợ giám đốc công ty FBM đi tìm chồng mới. Chuyện này anh này, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế chứ? Tại sao Lan Anh lại phản bội anh để đi giúp tên Huy đấy? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là cô ta không hề yêu anh đâu, nhưng mà anh có nghe đâu. Thôi, đừng nói nữa. Thế bây giờ anh định giải quyết như thế nào? Hiện tại thì anh đang rất rối. Em đừng hỏi cái gì cả. Ra ngoài đi. Ra ngoài. Tất cả chuyện này là do cô gây ra. Tại sao cô lại nghĩ như thế nhỉ? Cô đang định đổ tội lên đầu tôi đấy à? Có đổ tội hay không thì một mình cô phải biết. Tôi không hề biết về tài liệu đó thì làm sao mà đưa cho Huy được. Cô nói nghe buồn cười nhỉ. Cô đã từng làm ở đấy,
Bây giờ cô nói là cô không biết. Thử hỏi ai tin cô đây. Ý của tôi là cô đã bàn bạc tài liệu này với anh Nam, nhưng mà tôi thì không biết gì hết cả. Cái điều đấy thì cô phải đi mà giải thích với anh Nam. Cô nói với tôi để giải quyết cái gì? Bởi vì cô là người gây ra chuyện này. Cô cũng thông minh hơn tôi tưởng đấy nhở. Đúng rồi đấy, tôi là người gây ra chuyện này. Sao? Cô đi mà nói với anh Nam đi, xem là anh ấy có tin không. Tôi phải làm sao thì cô mới giúp anh Nam trở thành chủ tịch. Xem ra là cô cũng thẳng thắn quá rồi đấy. Muốn giúp à? Vậy thì cô hãy rời xa anh Nam đi. Tất cả những hệ lụy còn lại tôi sẽ giải quyết hết cho anh ấy. Cô nói được thì phải giữ lấy lời ấy nhá. Tất nhiên rồi, cô cũng biết là tình cảm của tôi đối với anh Nam như thế nào mà. Chắc chắn là tôi sẽ không hại anh ấy đâu. Nhưng mà chả nhẽ cô không có một chút tình cảm nào với anh Nam à? Có thì làm sao chứ. Anh ấy làm gì có tình cảm với tôi đâu. Anh Nam, chúng ta kết thúc hợp đồng đi. Hợp đồng của chúng ta đã kết thúc kể từ lúc cô phản bội tôi rồi. Cho dù đó chỉ là hợp đồng, nhưng tôi có bao giờ đối xử tệ với cô đâu. Tại sao cô lại làm tôi ra nông nỗi này? Em biết là bây giờ cho dù em có giải thích như thế nào thì anh cũng không thể nào mà tin nổi, cũng không thể nào mà thay đổi được ý kiến của anh. Cho nên việc giải thích với tôi bây giờ là điều vô nghĩa. Tất cả số tiền đền bù hợp đồng tôi sẽ sớm trả lại cho anh. Bây giờ thì cô có chỗ chống lưng khác rồi. Người ta nói khi người con gái yêu thật lòng thì không cần phải trưởng thành. Tôi cảm ơn anh, bởi vì anh đã giúp tôi trưởng thành lên nhiều đấy. Tôi hy vọng là sau này anh yêu một người con gái thật lòng. Anh đừng khiến họ giống như tôi, phải vì anh mà thay đổi. Em có cách cứu vãn được tình thế đấy. Anh có muốn dùng không? Cô nói đi. Em vừa nhận được thông tin rất quan trọng về thay đổi trong dự án sắp tới. Nếu mà anh có thông tin này, chắc chắn anh sẽ giành lại được dự án từ tay Huy. Đổi lại anh phải cho em cái gì chứ nhở? Cô muốn gì? Rời xa Lan Anh. Rời xa cô ấy thì anh sẽ có tất cả, kể cả vị trí chủ tịch. Còn nếu không ấy thì anh sẽ không có cái gì cả. Anh là người thông minh, anh nên biết là mình phải chọn cái nào. Cảm ơn cô đã đánh giá cao về tôi, nhưng đối với tôi bây giờ tiền không còn quan trọng nữa. Tiền nhiều thì để làm gì, có gì tốt đâu. Làm cái chức chủ tịch cũng chẳng có gì vui cả. Có những thứ đó nhưng tôi không có được hạnh phúc. Chỉ có cô ấy mới làm tôi cười, chỉ có cô ấy mới đem lại hạnh phúc cho tôi. Nếu để mất cô ấy thì tôi đúng là một kẻ ngốc đấy. Anh đừng có hồ đồ như thế nữa được không? Xin lỗi cô vì đã làm cô thất vọng. Nhưng Nam của bây giờ khác xa Nam của ngày xưa rồi. Nhớ tạo ra một vụ tai nạn
Cho hắn nằm viện một thời gian là được. Nhớ là đừng để xảy ra sai sót gì. Tôi mà không giải quyết được thì đi toi cả lũ. Anh yên tâm, tiền càng nhiều, việc càng trôi chảy. Thế nhá. Đi đi, nhớ kỹ đấy. Anh say rồi, đi về nhà đi. Cô không cần phải đến đây giả mèo khóc chuột. Tôi tưởng cô phải vui vẻ bên thằng Huy rồi. Cô đến đây thấy tôi thảm hại thế này chắc vui lắm nhỉ. Tôi không ngờ năng lực của anh có thể tệ như vậy đấy. Gặp một chút biến cố thôi mà anh đã không chịu được rồi. Đúng là khi rời xa anh, đó là lựa chọn tốt nhất của tôi rồi. Anh buông ra. Lan này, anh xin lỗi. Anh biết là anh đã làm tổn thương em. Nhưng anh đã yêu em thật rồi. Không có em, anh không biết phải sống thế nào cả. Anh bị điên đấy à? Anh nghĩ là tôi tin. Anh bảo là anh yêu một người khiến anh mất cả công ty. Anh nghĩ là tôi tin điều đó à? Điều đó không quan trọng nữa. Điều quan trọng là bây giờ nếu không có em, anh không thể sống được. Anh không thể tìm lại nụ cười cho bản thân mình. Anh kiếm tiền để có một cuộc sống hạnh phúc. Để rồi bây giờ hạnh phúc của anh cũng không giữ được. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Anh đã mất hết lý trí rồi đấy. Anh nghĩ một người ham tiền như tôi mà có thể yêu một người đàn ông không có một xu trong người à? Anh nằm mơ đi. Cô đến đây làm gì vậy? Ừ thì tôi qua thăm cô thôi. Cảm ơn nhá. Tôi vẫn rất khỏe. Ngoài việc chân bị gãy ra thì chẳng bị làm sao cả. Chắc là vài ngày nữa sẽ khỏe lại thôi. Cô vẫn lạc quan nhỉ? Ừ. Cái thái độ lạc quan của cô khiến người ta phải bất ngờ đấy. Bảo sao anh Nam có thể từ bỏ tất cả để quay về với cô. Cô nói như vậy là có ý gì? Anh Nam của cô ấy đã lựa chọn từ bỏ tất cả để đổi lấy được ở bên cô đấy. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng thấy lựa chọn của anh ấy rất là sáng suốt. Sáng suốt cái gì? Ngu dốt thì có ấy. Tôi vẫn chẳng hiểu tại sao mà anh ta ăn phải thứ gì mà có thể tự tin là tôi có thể ở bên một người không có một xu trong người như thế. Cũng dễ hiểu thôi mà. Đôi khi tình yêu làm cho con người ta mất đi lý trí. Mà biết đâu đấy, cuộc sống mà, cứ sống như ngày cuối cùng được sống thôi. Sống sao cho đáng sống chứ. Cô cũng mất não luôn rồi đấy nhở? Này, cầm lấy. Đây là một nửa tài liệu. Nếu mà anh Nam có cái này ấy, thì anh sẽ lấy lại được dự án đấy. Cái cách làm việc thủ đoạn của anh Huy ấy, sớm muộn thì anh ta cũng sẽ bị phá sản thôi. Công ty anh ta đang bị điều tra vì trốn thuế và một số dự án ma để giải ngân rồi. Gì nữa nhở? À, cái việc mà anh ta tiếp cận cô ấy cũng là kế hoạch từ trước rồi đấy. Anh ta cũng chả tốt đẹp gì đâu. Thế nên là cô nên tránh xa anh ấy ra. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Nhưng mà tôi nghĩ cái đống tài liệu này cô nên trực tiếp đưa cho anh Nam thì tốt hơn. Tôi cũng đã nghĩ như thế. Trước đây tôi cũng cho rằng là anh Nam vẫn còn tình cảm với tôi. Nhưng mà tôi nhận ra rằng là trong trái tim anh ấy không còn tôi nữa rồi. Ở bên một người mà trái tim không có mình thì có gì hạnh phúc đâu chứ. Cô nói đúng. Ở bên một người mà không yêu mình
thì chỉ khiến trái tim của mình tổn thương thôi. Vậy nên tôi sẽ trở về trụ sở chính làm việc. Anh Nam giao lại cho cô chăm sóc nhé. Hai người phải sống thật hạnh phúc đấy. Lại chuẩn bị nghĩ kế hoạch hãm hại anh đấy à? Cũng tính thế nhưng mà khó quá chưa nghĩ ra được. Nếu không nghĩ ra được thì thôi đừng nghĩ nữa. Bởi vì hết hôm nay là hợp đồng chúng ta hết đấy. Thì làm sao? Anh định ký kết thêm nữa à? Không. Chúng ta sẽ không ký hợp đồng nữa. Nhưng muốn chúng ta ký vào một tờ giấy. Giấy đăng ký kết hôn. Ai thèm kết hôn với anh chứ? Không kết hôn với anh mà là em vào cứu anh. Sao không để xe cán chết anh đi? Em hối hận khi lúc đó cứu anh đấy. Sao mày có cái này? Là Tú đưa cho đấy. Tú đưa cho em á? Ừ. Anh lại nghĩ là em nói dối à? Không phải. Chỉ là anh thấy có gì đó hơi lạ thôi. Anh làm sao mà hiểu được thế giới của người sao Kim như bọn em chứ? Rồi. Không hiểu thì không hiểu. Rồi. Đến giờ uống thuốc rồi này. Rồi nước cam lại uống đi. Nam! Mày! Chỉ vì mày mà tao đã mất tất cả! Do anh năng lực yếu thôi. Đừng trách người khác. Biết vậy hồi đấy tao cho người đâm chết mày cho rồi. Nói gì? Thì anh là người chủ mưu vụ tai nạn đó. Tôi không để anh thoát khỏi pháp luật đâu. Không, không. Tao không muốn đi tù. Không, bỏ ra, bỏ ra. Em bảo này, anh quyết định không kiện cậu ấy nữa à? Huy bây giờ đã mất tất cả rồi, lại còn bị liệt cả hai chân nữa. Anh nghĩ đấy cũng là quả báo xứng đáng rồi. Đúng vậy ạ, cũng tiếc cho cậu ấy thật đấy. Thế em đã chọn được chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở đâu chưa? Đi đâu mà chẳng được, chỉ cần ở bên cạnh anh là em đã thấy được hạnh phúc rồi. Em đúng là dẻo miệng thật đấy. Giá như em nấu cơm cũng rẻ như thế thì tốt biết mấy. Em nói như vậy có ý gì? À, em tự hiểu. Thế giới có 7 tỷ người, sao ẩn mình nơi đâu chẳng tìm được em ơi. Chờ em tận bao nhiêu mùa bánh trưng rồi mà sao anh chưa thấy em ơi. Em ở đâu? Đang ở đâu? Gấu ơi đang ở đâu? Bác thang lên hỏi ông trời, ông dâu người yêu con ở nơi nào ông ơi.